Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý các bạn đến với kênh ô tô hay. Một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy 0.8 mang biển kiểm soát thủ đô 30A33933. Sơn xi khá là đẹp. Sơn xi màu xanh đậm nhé. Đó, hệ thống đèn đóm rất là đẹp quý vị ạ. Là răng đúc 4 bánh rồi. Hình cam đuôi nội thất ghế da, hạn đăng kiểm tháng 5 2023. 4 quả lốp mới nhé. Một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và giá rất là êm, rất là rẻ quý vị các bạn. 2008. Đó. Chevrolet Spark, nếu ví dụ như Kia Morning các bạn này 2008 thì vẫn phải có mức giá tầm cộng trừ 100 triệu, nhưng chiếc xe này thì giá rất rẻ, chỉ 69 triệu đồng. 69 triệu đồng thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển và độc lá thêm một chút xíu nữa cho quý các bạn. Màn hình cam lùi, khóa điện vô đăng 2 chấu, nội thất ghế da con này thì không chê vào đâu được. Đó, với trang bị động cơ 0.8 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó vào chỉ khoảng 5 lít hỗn hợp thôi. Siêu tiết kiệm, đăng ký 5 chỗ ngồi. Trên thị trường thì phiên bản Spark thì có biên phiên bản bản van, bản bản xe bán tải. Nó tải van gọi là đăng ký 2 chỗ ngồi. Và đằng sau là chở đồ thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng chiếc này thì đăng ký 5 chỗ ngồi nhé. 5 chỗ ngồi, nội thất đẹp. Và mức giá chỉ có 69 triệu đồng thôi. Một mẫu xe đi lại tránh mưa, tránh nắng, tập lái cho quý vị các bạn. Là răng 13 inch Chevrolet Spark, mẫu xe thương hiệu Mỹ nhé. Dòng xe này thì của thương hiệu Hàn Quốc, thì sau khi bán lại cho hãng xe của Mỹ thì đã đổi tên thành Chevrolet Spark. Còn trước đó nó là Rheumatic. Đầm bề khá chắc chắn này, nó không lục ngọt gì đâu. Sơn xi quá đẹp. Tem mác thể thao rất đầy đủ, trần kính như hạt mưa, lá lốc để hàng. Chiếc xe khá là toàn diện trong cái tầm giá 69 triệu đồng. Đi lại tránh mưa, tránh nắng, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho mình, tập lái các kiểu con này điều với cái tầm tiền chưa đến 100 triệu đồng. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất ở điện thoại quý vị các bạn em đưa lên. Quý các bạn là theo dõi kênh để tìm cho mình một xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Gương kính chỉnh điện nhé. Đấy, kính chỉnh điện, đấy, gương chỉnh tay. Đời này thì cũng không quá quan trọng những cái việc đó. Đấy, tiền nào của đấy cũng được. Phần bảng tốc độ đồng hồ đặt ở trung tâm này. Số kỹ thuật đầy đủ. Màn hình DVD, cầm thẻ nhớ, chạy đĩa. Cam lùi góc rộng nhé, nét căng. Nói chung về chiếc xe này thì quý các bạn sẵn đi thôi. Đăng kiểm dài, lốp mới, màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi, điều hòa rất là mát, rất khỏe luôn. Khóa điện nhé, 69 triệu đồng thôi. 69 triệu đồng. Hệ thống âm thanh đặt ở phía trước này. Vâng, phần gương, phần kính thì em ao test cho quý bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần đồng phòng này cho quý bạn xem. Thank you.
đẹp mướt, nó mới 4 quả. Không cần phải đầu tư bất kỳ một khoản phí nào. Đèn đó sáng quá. Biển thủ đô thì đâu thì rất là oách. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 0.8 cho 3 máy này. Máy bắt khô giáo sẵn sẻ. Máy nổ khá là êm và đều tiếng. Em tắt chung, em tắt thang. Rồi, khô giáo sẵn sẻ. Tiếp những cái lượng của em nó chỉ khoảng 5 lít được không hợp luôn. Tiết kiệm nhiên liệu, 5 chỗ ngồi. Vâng, chiếc xe này rất là phù hợp với các bạn làm những làm kinh doanh, ví dụ như mình làm về phần điện này, phần điều hòa này. Rất nhiều công dụng cho chiếc xe này với cái tầm giá chỉ 69 triệu đồng thôi. Chevrolet Spark sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 0.8. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 69 triệu đồng. 69 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Xin lỗi quý vị là bên em chỉ hỗ trợ vận chuyển thôi nhé. Còn chiếc xe từ giá mấy chục thì em để giá thấp, để giá gần như giá liêm yết rồi cho quý bạn mua được. Vâng, quý vị và các bạn mà quan tâm thì liên hệ Trọng Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.